Minh được Tử Vi hoan hỉ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông để đón xem được những video mới nhất mà 30 tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Sách trời ghi rõ, tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, từ nay tới Tết 2024 âm lịch, bí mật làm điều này, lập tức được thần tài hộ giá, làm ăn trúng lớn, trả sạch nợ nần, từ nghèo khổ bỗng trở thành đại gia, tiền tiêu ba đời không hết, ăn Tết thật linh đình. Đôi vai gồng gánh đất trời, tiền tài sự nghiệp một đời vang danh, thất bại có cũng qua nhanh, cửu thiên ban phước an lành ấm no, lộc trời của quý nhân cho. Kỷ Mùi năm liệu bảy lo mới hào, dù cho lội suối vượt đèo, chín phần vượng phát đi theo suốt đời, công danh sự nghiệp rạng ngời, an nhiên phát lộc muôn đời ấm no. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tử vi cuối năm của 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống của mình. Thưa quý vị tín chủ thân mến, con người chúng ta bất kể là ai cũng mong mình và người thân sẽ được số mệnh hậu ái, giàu sang, hạnh phúc và an bình là ba thứ ai ai cũng truy cầu, theo đuổi trong cuộc đời này. Thế nhưng, mẹ tạo hóa sinh ra lại hay thử thách con người, mỗi người sinh ra đều được xếp vào một cung mệnh khác nhau, ngày tháng năm sinh khác nhau, sao hạn khác nhau, cho nên bát tự vận mệnh cũng sẽ khác nhau, khi thời vận không thông thì mọi mong cầu chỉ như muối bỏ bể. Luận theo tử vi số mệnh cuộc đời trong số 12 con giáp thì bản mệnh tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979, năm nay bước sang tuổi 45, chính là con giáp có vận số biến động khôn lường, ứng với hai chữ số kiếp. Nếu xét theo vận trình cả đời thì vận mệnh của tuổi này vào thời trẻ rối như tơ vò, sự nghiệp sắp về đích thì bị tắc nghẽn, công danh tối tăm, tiền bạc như nằm trên đống lửa, sức khỏe thì bất ổn, gia đạo cũng nhiều điểm báo xấu. Nhưng thầy tử vi cũng dự báo bản mệnh vẫn có những điểm sáng bất ngờ trong vận trình do bản mệnh được thần Phật phù trợ. 45 năm qua Kỷ Mùi là con người lương thiện, nhân hậu, sống tích phúc tích đức, giờ là lúc hưởng thành quả, đặc biệt là thời điểm cuối năm 2023 âm lịch tới, vận trình của tín chủ sẽ như vàng rơi lá rụng mùa thu, như hoa nở mùa xuân, phất lên như vũ bão, tiền bạc ùn ùn kéo về, sự nghiệp có quý nhân giúp sức, tiền bạc có thần tài ban lộc, gia đạo có vợ có chồng, có con cái cùng vun vén, sức khỏe từ đó cũng tốt hơn rất nhiều. Nếu tránh được bốn điều cấm kỵ này thì cuộc đời của Kỷ Mùi sẽ sung sướng từ nay tới cuối đời. Vậy, vận trình tử vi trên các phương diện sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe và tình duyên gia đạo của tín chủ tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979, cuối năm 2023 âm lịch sẽ ra sao? Các bậc thầy tử vi có tiết lộ điều bí mật nào giúp cho con giáp này để tránh tai ương, đắc phúc, đón lộc hậu vận giàu có? Tất cả sẽ được Minh Đường Tử Vi bật mí ngay sau đây. Sách trời ghi rõ, tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, từ nay tới Tết 2024 âm lịch, bí mật làm điều này, lập tức được thần tài hộ giá, làm ăn trúng lớn, trả sạch nợ nần, từ nghèo khổ bỗng trở thành đại gia, tiền tiêu ba đời không hết. Kính thưa quý vị, Thảo Giã Chi Dương là cái tên của Kỷ Mùi, theo đó đây là một con dê có lộc, nhưng đầu đời lắm tai ương, trung niên mới dần ổn định. Cái định nghĩa đầu đời là một khái niệm tương đối khó xác định, nhưng thực ra 2023 này là thời điểm Kỷ Mùi 1979 kết thúc một giai đoạn cuối trung vận của mình. Nói một cách dễ hiểu, cái đoạn thời không thông, thế không thuận, vất vả lắm, tai ương nhiều, giờ đã qua rồi, những người tuổi Kỷ Mùi đã qua 45 tuổi trở đi không còn mê hoặc, đến tuổi này thì đã chín chắn, có kiến thức và kinh nghiệm phong phú, nên đối với những việc diễn ra trong xã hội có chính kiến rõ ràng, kiên định, không còn nghi ngờ. Từ 45 tuổi trở đi là độ tuổi dùng điều bất biến, để ứng vạn biến, là độ tuổi có thể nhìn thấu vạn vật trên thế gian, cũng là độ tuổi trưởng thành, bất hoặc tức là tỉnh táo, là minh bạch về bản thân, về người khác và về thế giới.
2023 là năm đánh dấu sự chuyển cảnh của Kỷ Mùi, từ một bức tranh nhiều màu đen trắng thành một bức tranh cầu vồng bảy sắc lung linh. Dù là nam Kỷ Mùi hay nữ Kỷ Mùi sẽ đều có tháng ngày vô cùng thông thuận. Nó là 2555 ngày Kỷ Mùi sẽ có được vận may mà khởi sự công việc mới, cũng là thời điểm giải quyết xong tàn dư của quá khứ, thu hồi được những thiệt hại đang phải gánh chịu, bớt đi những mỏi mệt do người ngoài mang tới, thậm chí là do những người thân gây ra. Nó là 2555 ngày con dê Kỷ Mùi không còn phải gồng mình lên ra sức, không còn phải nỗ lực tự động viên, không còn phải ngoài cười mà trong khóc. Cuối cùng cũng đến thời điểm thỏa sức ngẩng đầu cười, khi một năm xấu tôi thích viết nhiều một tí để dặn dò đầy đủ, còn trong năm tốt lại chỉ thích tóm lược những điều cần biết mà theo. 1. Đầu tiên Kỷ Mùi cần phải bớt nghi ngờ bản thân. Đầu đời vừa qua đời dập cho Kỷ Mùi nhiều lắm, dập lên dập xuống, hạ trái hạ phải, lên voi xuống cầu, bao lần cười vui vì tưởng công thành danh toại, bao lần mừng hụt vì nghĩ mọi thứ đã nằm trong tay, bao giọt mồ hôi đổ, bao giọt nhiệt huyết cháy, cuối cùng thành công cốc, chẳng thu được thành quả đáng với những vất vả Kỷ Mùi đã trao. Vậy nên nói rằng nghi ngờ bản thân, chẳng thà nói rằng ta đây ngần ngại, ngại việc chăm chỉ nhiều mà kết quả chẳng được mấy, chán cái cảnh hy vọng lắm, mà thu hoạch tràn đầy suy tư. Nhưng những điều này trong giai đoạn sắp tới Kỷ Mùi sẽ không còn bị lặp lại nữa. 2. Kỷ Mùi một con dê mang trong mình khả năng thích ứng tốt. Được sinh ra vào thời điểm giao thời, cải cách giáo dục, bùng nổ Internet, cải cách nhận thức xã hội, thay đổi cơ chế sinh hoạt của đất nước, nên con dê này có cả tân mới mẻ, lẫn những cả cũ kỹ thù cựu. Con dê này có thể ngồi trên ban công say theo nhạc, cũng có thể tản mạn một mình tìm góc lặng tại quán cà phê. Con dê này trên có thể tinh thiên văn, dưới có thể tường địa lý, lắm thú vui, lắm chất cá tính, sáng đọc sách, chiều chơi game, tối cày phim, đêm học tập, chính vì quá nhiều thú mà dẫn đến việc thiếu sự tập trung. Cuối năm này là điểm hợp lý để Kỷ Mùi chọn một đường mà đi lâu dài đến cuối, tìm một mảng mà xây dựng mãi mãi dài lâu, bao lần nhảy nhót, bao lần chuyển đổi, bao lần thay thế, giờ là lúc ổn định. 3. Rối loạn ý tưởng là căn bệnh đặc thù của Kỷ Mùi. Bạn có ý tưởng, tôi có ý tưởng, ai cũng có ý tưởng cả, nhưng Kỷ Mùi có không chỉ một ý tưởng, mà thường là cả chục ý tưởng trong đầu. Không hiểu trong cái bộ não nhỏ đó chứa bao nhiêu dòng suy nghĩ, bao nhiêu dòng tư duy, bao nhiêu cái sự ủ mưu mong mỏi thực hiện nữa. Và cái khó là ở chỗ dù là ý tưởng nào đi nữa, Kỷ Mùi cũng thấy nó khả thi, nên làm nọ thì mơ về cái kia, bắt đầu cái này thì lại trông mong nuối tiếc cái khác. Giờ là lúc Kỷ Mùi cần ngồi lại, chọn một mà thôi, lấy một hạt giống, nuôi nó thành cây cổ thụ, thay vì cứ không dám buông, không dám bỏ, để cái cây nào cũng chỉ lớn lưng chừng. 4. Cái người bạn đã bỏ vậy thì hãy cứ buông. Đúng cũng được, sai cũng vậy, có chi đâu mà phải nghĩ suy muộn phiền. Ta đã từng yêu, ta đã từng quen, ta đã từng thương, ta đã từng có với nhau những kỷ niệm đẹp, vậy là đủ. Còn giờ khi không đủ duyên mà tiếp tục tiến bước, vậy thì chúc nhau hạnh hòa, mong nhau may mắn. Còn đời ai người ấy sống, việc ai người ấy làm, đâu có gì cân mà phải để bụng nhiều khi. 5. Vũ trụ quan của Kỷ Mùi là một vũ trụ bé nhỏ. Trong vũ trụ đấy chỉ có vài người, chỉ thấy vài người là đáng để Kỷ Mùi mở lòng ra thôi, vậy là đủ, vì Kỷ Mùi luôn biết tận hưởng cuộc sống, luôn biết vui thú với cái thú vui của chính mình. Ta không cần thêm bạn, vì ta có đủ rồi, một người có thể tự chữa lành, có thể tự khiêu vũ với cái bóng của chính mình, thì đâu có cần phải phụ thuộc vào bất kỳ ai. 6. Một chu kỳ suy thường dài hơn một chu kỳ thịnh. Một chu kỳ thịnh mà không biết nắm bắt thì sẽ uổng phí lắm thay. Cái vận may của Kỷ Mùi sẽ bắt đầu ngay khi ta chững lại, vậy nên giờ là lúc Kỷ Mùi không cần quan tâm đến quá khứ, cũng chẳng cần phải suy nghĩ quá xa, hãy tập trung vào hiện tại, khơi dậy những nhiệt huyết của bản thân, tự chữa lành tâm thức mang nhiều tổn thương, rồi mạnh dạn đi theo đuổi cái sự công thành của mình nhé. Kỷ Mùi là con giáp mạnh mẽ, dũng cảm và luôn sống hết mình, con giáp này sống và làm việc rất chăm chỉ, thông minh và đáng tin cậy, nhưng đặc biệt không bao giờ đòi hỏi sự khen ngợi, công nhận từ bất cứ ai. Kỷ Mùi sống khiêm tốn, thường che giấu tài năng của mình và hiếm khi mất bình tĩnh. Những đặc điểm này khiến người cầm tinh con dê có thể trở thành những nhà lãnh đạo tuyệt vời. Đứng trước sóng gió và thử thách trong cuộc đời, Kỷ Mùi không bao giờ chịu chấp nhận bỏ cuộc hay trốn tránh. Tử vi học dự báo rằng, thời điểm cuối năm 2023 âm lịch mang đến rất nhiều may mắn và cơ hội cho Kỷ Mùi với tinh thần trách nhiệm cao. Làm gì cũng có tầm nhìn xa và mưu lược, lại thêm sự chủ động nên Kỷ Mùi đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp. Thêm nữa, nhờ có vận quý nhân giúp đỡ, nên cuộc sống của Kỷ Mùi cũng xuôi chèo mát mái hơn, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, nếu có khó khăn thì cũng chỉ là chuyện nhỏ,
Trong giai đoạn này Kỷ Mùi đi đâu cũng gặp được quý nhân giúp đỡ, nên chuyện gì xảy ra cũng đều có cách giải quyết, gặp dữ hóa lành, gặp chuyện lớn hóa chuyện nhỏ. Đặc điểm nổi bật nhất của Kỷ Mùi chính là sự thông minh, nhanh nhẹn, là người có tính cạnh tranh cao. Kỷ Mùi sẵn sàng lắng nghe ý kiến phê bình từ người khác và học hỏi từ những sai lầm của chính mình để bản thân tiến bộ hơn mỗi ngày. Đây cũng là người có suy nghĩ logic và luôn bình tĩnh suy đoán trước khi đưa ra kết luận. Kỷ Mùi là người nhiệt tình và có trách nhiệm, họ có khả năng thích nghi nhanh chóng với môi trường mới và có thể dễ dàng kết bạn. Điều này giúp Kỷ Mùi thu hút được nhiều quý nhân trong cuộc đời mình. Cuối năm này, vận khí của Kỷ Mùi tăng vọt, cơ hội xuất hiện rất nhiều giúp cho sự nghiệp và tài vận của con giáp này có thể thăng hoa mạnh mẽ. Mọi kế hoạch của tín chủ sẽ được tiến hành một cách trơn tru thuận lợi và đạt được kết quả như ý muốn. Bên cạnh đó, Kỷ Mùi cũng có thể thực hiện được những ước mơ mà mình đã ấp ủ bấy lâu nay, một phần nhờ may mắn tự thân, một phần nhờ quý nhân giúp đỡ, nên cuộc sống của gia chủ cuối năm sẽ vô cùng thăng hoa, viên mãn và đáng mong chờ. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đi vào tử vi chi tiết từng phương diện của tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979, cuối năm 2023 âm lịch. Đầu tiên, xét phương diện sự nghiệp. Sự nghiệp của người tuổi Kỷ Mùi trong giai đoạn cuối năm Quý Mão 2023 có dấu hiệu khởi sắc đáng kể ngay từ tháng 11 âm. Vì vậy, bạn cần tập trung cao độ để nắm bắt cơ hội và bứt phá. Với tính cách điềm đạm, thân thiện của mình, con giáp này dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp với bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí dù là người mới đi làm hay vừa thay đổi môi trường làm việc cũng nhanh chóng hòa nhập được với tập thể và bắt kịp được với guồng quay của mọi người. Người làm lãnh đạo nhận được sự tin tưởng của cấp dưới, bạn có thể đưa ra được những quyết sách đúng đắn, giúp tập thể cùng phát triển. Đặc biệt, thời điểm này Kỷ Mùi còn có cả sao Tả phù và hữu bật phù trợ, khả năng cao bản mệnh sẽ có sự điều động về tiền lương, mức thưởng hoặc vị trí công tác, đó đều là những phần thưởng xứng đáng cho thái độ làm việc nghiêm túc và trách nhiệm của con giáp này. Nhìn chung, khá nhiều cơ hội phát triển bày ra trước mắt, quan trọng là bạn có chấp đúng thời cơ và chủ động nắm bắt hay không. Tuy nhiên, Thiên Cầu hung tinh là điềm báo có thể xuất hiện kẻ tiểu nhân ném đá giấu tay vì lòng đố kỵ, đối phương sẽ tìm cách để phá hoại công sức bạn bỏ ra bấy lâu. Cũng có thể tung ra những tin đồn thị phi, phá hoại danh dự của những chú dê, anh chị được nhắc nhở nên thận trọng khi hành sự để không bị sập bẫy tiểu nhân. Cần phải chú ý cẩn trọng trong công việc cũng như lời ăn tiếng nói, tránh để kẻ xấu kia tìm được điểm yếu của mình mà khiến công sức bỏ ra đổ hết xuống sông xuống bể. Về phương diện tài lộc, tuổi Kỷ Mùi cuối năm 2023. Tử vi tuổi Kỷ Mùi bước vào giai đoạn cận Tết Nguyên đán 2024, có nhiều điểm sáng về tài lộc, con đường làm giàu trở nên cực kỳ hanh thông, người làm kinh doanh, buôn bán, có thể nhìn ra hướng phát triển mới, tất nhiên quá trình thực hiện sẽ không tránh khỏi những khó khăn, trở ngại, nhưng bạn nhanh chóng tìm ra phương án khắc phục và gặt hái thành quả đáng mừng. Với người làm công ăn lương, bạn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, nên ngoài việc được khen ngợi, sẽ không thể thiếu các khoản thưởng nóng. Cuối năm bạn có cơ hội thăng tiến, tăng lương xứng đáng với năng lực của mình, nếu có ý định mở rộng kinh doanh hay thực hiện các kế hoạch làm ăn bên ngoài. Tuổi Kỷ Mùi nhanh chóng bắt tay vào thực hiện, đây là thời điểm lý tưởng để bạn thực hiện ước mơ của mình, cũng như nắm bắt cơ hội đổi đời. Đối với bản mệnh làm kinh doanh, muốn thúc đẩy các mối quan hệ xã giao để thuận đường làm ăn, thì nên đặt tượng Kỳ Lân ở hướng Tây Nam, nó sẽ giúp gia chủ tăng cường quan hệ xã giao và doanh số bán hàng. Về phương diện sức khỏe, cả tinh thần và thể chất đều giữ mức cân bằng, giúp đương sự duy trì thể trạng tốt, ít đau ốm, nếu có bệnh cũng gặp thầy gặp thuốc, yên tâm chữa bệnh, ắt tật bệnh thuyên giảm. Trong giai đoạn này tuổi Kỷ Mùi chú trọng hơn tới sức khỏe của bản thân, bạn biết cách cân bằng cuộc sống và công việc nên tránh được tình trạng lao lực, kiệt sức. Tuy nhiên, tuổi Kỷ Mùi vẫn nên duy trì chế độ tập luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe. Vận động không chỉ giúp bạn khỏe mạnh hơn mà còn khiến đầu óc tỉnh táo, tinh thần phấn chấn và các mối quan hệ được mở rộng. Năm 2023, người tuổi Kỷ Mùi chủ về bố cục, Mùi Mão bán hợp mộc cục, tạo nên tính chất mộc khí khắc thổ, mà ngũ hành thổ đại diện cho dạ dày và lá lách, tỳ vị trong cơ thể con người. Như vậy người tuổi Kỷ Mùi nên lưu ý đường cát trắng và các thực phẩm giàu axit sẽ rất hại cho tỳ vị của bạn, bao gồm cả những đồ uống ngọt, bạn nên hạn chế đồ ăn nhanh và các loại đồ uống có ga, trái lại, những thực phẩm có vị ngọt nhẹ từ rau củ như bí đỏ, cà rốt lại kích thích chức năng của tỳ vị, chúng bồi bổ cho tỳ vị của bạn. Trong các loại ngũ cốc, kê chính là loại tốt nhất cho hành thổ. Tử vi 12 con giáp khuyên người tuổi Kỷ Mùi cần ăn nhiều các món ăn làm từ kê và bí đỏ để cải thiện sức khỏe của mình.
về phương diện tình cảm, gia đạo. Tử vi cuối năm 2023 âm lịch, dự đoán tuổi Kỷ Mùi nhận được nhiều tin vui trên phương diện tình cảm, dù còn độc thân hay đã lập gia đình, bạn đều đón nhận được niềm vui, hạnh phúc từ đối phương. Với người độc thân, bạn dễ dàng gặp được những đối tượng phù hợp về cả hoàn cảnh, tính cách, công việc, càng mở rộng các mối quan hệ, cơ hội cho bạn tìm hiểu và gặp gỡ càng lớn. Những người chưa chủ động trong chuyện tình cảm có thể được người thân hoặc bạn bè giới thiệu đối tượng, hãy mở lòng cho mình và đối phương cơ hội tìm hiểu trước khi đi đến quyết định quan trọng. Những cặp đôi duy trì mối quan hệ cân bằng và hài hòa, cả hai đều tôn trọng nhau, biết lắng nghe ý kiến của nhau, nên những hiểu lầm hoặc tranh cãi giảm đi đáng kể, người làm cha làm mẹ cũng giữ được quan hệ hòa hợp với con cái. Dưới sự cổ vũ của bản mệnh, con cái có thể gặt hái được những thành tích cao, khiến bầu không khí gia đình lúc nào cũng tràn đầy niềm vui. Người đã kết hôn muốn quan hệ vợ chồng hòa hợp hay người độc thân muốn xúc tiến chuyện cưới xin thì nên đặt một chiếc gương soi, gương có thể là gương trang trí, gương trang điểm đều được. Và bây giờ là vận trình chi tiết của tuổi Kỷ Mùi theo vận trình chi tiết từng tháng như sau. 1. Tử vi tuổi Kỷ Mùi từ nay tới hết tháng 11 âm lịch. Bước vào tháng 11 âm lịch, tài vận và sự nghiệp của người tuổi Kỷ Mùi trên đà lên như diều gặp gió, tiền bạc luôn dư giả, đặc biệt bạn được các tinh hút lộc về túi, thế nên dự đoán tình hình tài chính thời gian này tích cực, bạn có thể thu được lợi nhuận từ việc đầu tư, làm ăn hoặc kinh doanh. Uy tín làm ăn của Kỷ Mùi vốn được khách hàng tin tưởng từ lâu, bản mệnh vẫn giữ vững được phong độ ổn định của mình, nên tiền chảy về túi là đương nhiên. Nếu có điều kiện, bạn nên thử sức với những lĩnh vực hoặc mặt hàng mới mẻ hơn, nhất là khi Tết Nguyên đán cũng đang cận kề. Ở thời điểm này, tình hình tài chính của tuổi Kỷ Mùi có vẻ thuận lợi hơn trước. Tuy nhiên, để tránh rủi ro về tài chính và nợ nần, tốt nhất là bạn cũng không nên mở rộng thị trường làm ăn quá lớn, cứ tập trung làm tốt những gì đang có sẵn. Bạn cũng chớ nên chủ quan khi cuộc sống của mình tiếp tục êm đềm trôi qua mỗi ngày. Trước khi đưa ra quyết định chính xác, bạn cần tỉnh táo đánh giá được ưu và nhược điểm cụ thể của vấn đề, bạn sẽ học hỏi thêm được kinh nghiệm và kỹ năng từ họ. Người tuổi này không chỉ may mắn trên con đường công danh sự nghiệp, mà tình cảm cũng có những dấu hiệu lạc quan khi bạn được các cát tinh soi chiếu. Những ý kiến của người tuổi Kỷ Mùi được một nửa của mình nhiệt tình đón nhận, sự động viên, thấu hiểu và ủng hộ từ đối phương chính là nguồn động lực vô cùng lớn lao cho những chú dê. Sức khỏe của bạn trong thời gian này cũng khá tốt, giúp bản mệnh có thể cày việc để thực hiện các mục tiêu cuối năm của mình. Tuy vậy, bạn vẫn nên để ý đến việc nghỉ ngơi thư giãn và chăm sóc sức khỏe, vì thời tiết lúc này đã trở lạnh nên bản mệnh cần phải chú ý giữ ấm, hoạt động thể dục thể thao và ăn uống đầy đủ chất sẽ có tác động rất tốt tới cơ thể, khiến đầu óc tỉnh táo và sáng suốt hơn. Quý nhân: Mão, Hợi, tiểu nhân: Tý, Tuất. Màu sắc cát tường: tím, đỏ. Con số may mắn: 23, 91, 55. 2. Tử vi tuổi Kỷ Mùi tháng 12 âm lịch. Bước vào tháng cuối cùng của năm, người tuổi Kỷ Mùi được đồng loạt các cục tương trợ, ví như gặp đúng thiên thời, địa lợi, nhân hòa, để tự do phát triển vượt bậc trong giai đoạn này. Cụ thể, được nguyệt lệnh lâm dưỡng phù trợ, bước sang tháng chạp, con giáp này tự tin và tập trung làm việc, sự nghiệp có thu hoạch đáng kể, thậm chí nếu làm tốt còn có điềm báo về quyền lực, thăng chức, tăng thưởng là điều hoàn toàn trong tầm tay. Lại thêm tử vi cát tinh soi đường chỉ lối, anh chị cứ thế mà làm ăn thuận lợi, mưu sự lớn nhỏ đều dễ thành, chứ không còn cảm giác quá chúc chắc, khó khăn cản trở như trước, chuyện làm ăn tiến triển tương đối tích cực, dù có thể bạn sẽ chưa kiếm được một khoản bộn tiền ngay lập tức. Hãy mạnh dạn đi theo những hướng mình đã vạch sẵn từ trước, bạn có thể dần dần tìm ra hướng phát triển phù hợp cho mình. Hơn nữa, mọi người xung quanh luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn hoặc giới thiệu cho bạn những cơ hội đáng quý, có thể là quý nhân có tiếng trong thương trường, mở ra nhiều cơ hội hùn hạp làm ăn mới. Vận trình tình cảm của Kỷ Mùi tháng này cũng có nhiều khởi sắc khi hai người hòa hợp vui vẻ hơn. Mỗi khi trở về nhà, bạn tìm lại được cảm giác bình yên mà mình mong muốn. Với một vài con giáp trong giai đoạn này, bạn nên lọc bớt những điều tiêu cực trong cuộc sống của mình, như một mối quan hệ hay thói quen không lành mạnh, thì cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp gấp bội quý bạn nhé. Phương diện sức khỏe thì Kỷ Mùi không nên chủ quan, hạn chế việc ăn nhậu quá thường xuyên, vì nó không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe của bản mệnh, mà công việc của cô bác cũng không được tập trung để xử lý vấn đề. Đặc biệt, khi tham gia giao thông thì tuyệt đối không uống rượu bia, hãy biết cách từ chối khéo để không bị mất tiền và tổn hại tới sức khỏe của mình cô bác nhé. Quý nhân: Tỵ, Hợi, tiểu nhân: Sửu, Ngọ. Màu sắc cát tường: xám, cam. Con số may mắn: 23, 01, 39.
Thưa quý anh chị tuổi Kỷ Mùi 1979 thân mến, cũng đã sắp bước qua năm mới 2024 rồi, và để có một năm mới thuận lợi, may mắn, quý anh chị cần chọn cho mình người hợp tuổi đến xông đất lấy may đầu năm. Người đến thăm nhà đầu tiên vào ngày mùng 1 Tết được gọi là người đến xông nhà đầu năm mới. Theo triết học Đông Phương, nếu người đến xông nhà đó tốt thì sẽ giúp tăng tài khí, may mắn cho gia chủ, đã vượng thịnh thì càng giúp gia chủ thêm vượng thịnh hơn. Vì thế theo ông cha ta, khi chọn tuổi xông nhà, xông đất đầu năm, gia chủ tuổi Kỷ Mùi nên chọn người có ngũ hành, thiên can, địa chi, tương sinh với tuổi Kỷ Mùi. Đồng thời, ngũ hành, thiên can địa chi của năm 2024 cũng cần tương sinh với người đến xông nhà. Ngoài ra, người được chọn để xông đất đầu năm 2024 phải đáp ứng các tiêu chí, có đạo đức đường hoàng, tính tình vui vẻ, rộng rãi, nhiệt tình, mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt, đang ăn nên làm ra thì càng tốt. Chủ nhà tuổi Kỷ Mùi nên tránh mời những người đang có tang đến xông nhà, nếu gia chủ có tang thì nên kiêng không đến mừng tuổi cho các gia đình khác trước sáng mùng 1, để tránh cho gia đình người đó không bị xui xẻo. Cũng như vậy, phụ nữ có thai thường kiêng không đi đâu trong những ngày đầu năm mới, vì tục ngữ có câu, sinh giữ tử lành. Nếu các tuổi xông nhà tốt cho gia chủ đầu năm 2024, tại nơi gia chủ sinh sống, không có hoặc có nhưng không thể đến xông nhà được, gia chủ có thể tìm những người có tuổi tam hợp hoặc lục hợp với tuổi với gia chủ. Các tuổi xông đất tốt với người tuổi Kỷ Mùi trong năm Giáp Thìn 2024 là Kỷ Hợi 1959, tốt, Đinh Hợi 1947, tốt, Kỷ Dậu 1969, tốt, Kỷ Mão 1999, tốt, Mậu Thân 1968, khá, Tân Mão 1951, khá, Nhâm Tý 1972, khá, Canh Thân 1980, khá, Tân Dậu 1981, khá, Kỷ Tỵ 1989, khá. Các tuổi xông đất xấu với người tuổi Kỷ Mùi trong năm Giáp Thìn 2024 là Giáp Thìn 1964, xấu, Giáp Ngọ 1954, xấu, Kỷ Sửu 1949, xấu, Tân Hợi 1971, xấu, Giáp Tý 1984, xấu, Nhâm Thân 1992, xấu, Bính Ngọ 1966, xấu, Giáp Dần 1974, xấu, Bính Tý 1996, xấu, Ất Dậu 1945, xấu. Bản mệnh nên chọn ngày mùng 1 Tết, tốt nhất là giờ Tý, 23 giờ đến 1 giờ sáng, để xông đất đầu năm. Như đã biết, tục xông đất, xông nhà được người Việt rất coi trọng trong dịp đầu xuân năm mới. Về việc chọn ngày giờ xông đất, theo ý kiến nhiều chuyên gia, nên chọn là ngày mùng 1 Tết, tốt nhất chính là giờ Tý lúc giao thừa đón năm mới. Lý do là bởi quan niệm xưa cho rằng, thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới sẽ chiêu nạp được sinh khí tốt nhất cho cả năm. Nếu mọi việc suôn sẻ, may mắn trong ngày đầu tiên của năm mới thì cả năm sẽ thuận lợi, tốt lành. Theo lịch vạn niên 2024, ngày mùng 1 Tết năm Giáp Thìn là ngày Giáp Thìn, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Tuy nhiên, nếu bản mệnh không lựa chọn được tuổi hợp để xông đất, xông nhà thì cũng không nên lo lắng thái quá, bởi Tết là ngày đại hỷ của cả đất nước, dân tộc. Bản thân mỗi người nên hòa nhập vào niềm vui chung của đất trời, của dân tộc, không nên lo lắng thái quá hay kiêng kỵ quá đà mà làm mất giá trị truyền thống, đặc biệt là việc đi lễ chùa cầu bình an hay xông đất, xông nhà. Hơn thế, mùng 1 Tết là ngày cát, xuất hành để cầu tài lộc, may mắn, đi xông đất là nét đẹp văn hóa lâu nay của người dân Việt. Với mong muốn có một năm mới làm ăn phát đạt và gặp nhiều niềm vui, cát lành như ý. Thêm nữa, một ngày có nhiều giờ tốt, giờ xấu. Sau giao thừa Giáp Thìn là ngày mùng 1 Tết có 6 khung giờ hoàng đạo, mọi người theo đó mà chọn giờ xuất hành hay đi xông đất cho phù hợp. Các tuổi không kỵ, không hợp với giờ xuất hành, vẫn có thể xuất hành, không nhất thiết phải đợi đến giờ hợp tuổi mới xuất hành, kẻo lỡ mất việc quan trọng hay việc vui mừng. Khung giờ hoàng đạo trong ngày mùng 1 Tết Giáp Thìn 2024 gồm 23 giờ đến 1 giờ và 11 giờ đến 13 giờ. Đại an, mọi việc đều tốt lành, cầu tài đi hướng Tây Nam, nhà cửa yên lành, người xuất hành đều bình yên. 7 giờ đến 9 giờ và 19 giờ đến 21 giờ, tiểu cát, rất tốt lành, đi thường gặp may mắn, buôn bán có lời. Phụ nữ có tin mừng, người đi sắp về nhà, mọi việc đều hòa hợp, có bệnh cầu sẽ khỏi, người nhà đều mạnh khỏe. 1 giờ đến 3 giờ và 13 giờ đến 15 giờ, tốc hỷ, vui sắp tới, cầu tài đi hướng Nam, đi việc gặp gỡ các quan nhiều may mắn, chăn nuôi đều thuận lợi, người đi có tin về. Căn cứ vào đó, bạn có thể chọn các khung giờ để đi xông đất hoặc nhờ người tới xông đất nhà mình anh chị nhé.
về vận hạn của bản mệnh Kỷ Mùi cuối năm 2023. 1. Quyết định sai lầm. Thị phi mâu thuẫn xảy ra liên tiếp vào thời điểm này có thể khiến cho người tuổi Kỷ Mùi cảm thấy căng thẳng mệt mỏi. Bạn cần thận trọng trong những hành động của mình, tránh cảm tính gây hối tiếc về sau. Đặc biệt, người làm lãnh đạo cần chú ý tránh đưa ra những quyết định vội vã, gây tổn hại cho tập thể. Có nhiều chuyện thoạt nhìn tưởng vậy, nhưng không phải vậy, chớ để bản thân mắc bẫy gây hao tài tốn của. 2. Tài lộc sụt giảm. Tài vận của người tuổi Kỷ Mùi có dấu hiệu giảm sút, chi tiêu mất cân đối, có lúc thì dư giả, nhưng có lúc lại phải chắt bóp từng đồng. Nếu không nhanh chóng thay đổi lại cách chi tiêu tùy hứng như vậy, sớm muộn gì bạn cũng nợ nần chồng chất. Đặc biệt trong khoảng thời gian cuối năm nhiều việc phải chi đến tiền, mà kinh doanh buôn bán vẫn còn nhiều trở ngại, bạn nên chú trọng đẩy mạnh về chất lượng hơn. Là chỉ chạy theo số lượng, vấn đề thuế, sổ sách, hạch toán cũng nên được chú trọng và cẩn thận hơn, tránh vì sai sót cá nhân mà đối diện với pháp luật hay đền bù tiền bạc. Quý mệnh chủ thân mến, như đã trình bày thì quý anh chị đã biết được phần nào diễn biến từng tháng của mình và mỗi tháng sẽ gặp vận hạn khác nhau. Nhưng vận mệnh của mỗi người mỗi khác, theo đó sẽ ảnh hưởng nặng nhẹ, tùy theo âm đức từng người, không nên vì khó mà nản, không phải gặp niên vận mà bình thản, cách giải mệnh, hay tăng phước mệnh tối ưu nhất, chỉ thông qua cách tu tâm ý dưỡng đức độ mà nên, trải qua diễn biến từng năm, dù tốt hay xấu, ứng nghiệm mạnh yếu còn phụ thuộc rất nhiều vào âm đức, phúc vận của mỗi người. Phàm trong đời với lối sống lấy cho đi để làm lời, lại thường an nhiên hơn những đường lối sát phạm làm tiến trên sức của người khác. Song song đó, việc cảm thấy đủ để tiến thêm là điều cần để tránh được những rủi ro do sao hàng năm chiếu mệnh, bởi sao hàng năm chiếu mệnh đều có lợi và hại. Từ sau 45 tuổi, nếu đi qua đủ 3 trạng thái cao nhất của đời người, số phận của Kỷ Mùi sẽ thay đổi. Trong cuộc sống, Kỷ Mùi thường bối rối trước vẻ bề ngoài, mắc kẹt trong thành công hay thất bại, bị ám ảnh bởi danh vọng và tài sản, hoặc chìm đắm vào những mất mát, trải nghiệm những cung bậc cảm xúc. Những trạng thái khác biệt sẽ giúp Kỷ Mùi hiểu rõ bản thân, phá bỏ những ảo tưởng bên ngoài, đồng thời nâng cao cảnh giới bên trong. Vì vậy, Kỷ Mùi càng trải đời thì càng đạt tới một cảnh giới tâm trí cao hơn, từ đó góp phần thay đổi số mệnh cuộc đời. Đặc biệt, với những Kỷ Mùi bước qua ngưỡng cửa trung niên, sau 45 tuổi, nếu đi qua đủ 3 trạng thái cao nhất của đời người, tín chủ ắt có được tầm nhìn khoáng đạt, một trí tuệ bao la và tâm thái khoan dung độ lượng, cuộc sống sẽ trở nên thuận lợi hơn rất nhiều lần. Vậy theo đó, 3 trạng thái cao nhất của đời người là gì? Hiểu bản thân, nhận ra những hạn chế và bắt đầu thay đổi. Người hiểu thấu yếu điểm của mình là khôn ngoan. Người không nhận ra bản thân vô tri mới là người ngu muội. Những Kỷ Mùi thực sự bản lĩnh sẽ không ngừng tự suy ngẫm về mình. Qua đó có thể phát hiện ra những mặt hạn chế của bản thân, tìm cách thay đổi để hoàn thiện chính mình, rồi dần dần đạt tới một tầm cao mới. Nhà thư pháp nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc là Vương Hi Chi đã có một trải nghiệm như vậy. Khi còn trẻ, ông là người rất có năng khiếu về thư pháp, nhưng lại không thể tiến bộ thêm trong một thời gian dài. Một ngày nọ, ông vô tình nhìn thấy tác phẩm của Trương Chi, một nhà thư pháp thời Đông Hán Trung Quốc. Càng quan sát và suy ngẫm, Vương Hi Chi càng nhận ra từng nét chữ của Trương Chi đều lộ ra một bầu không khí trầm ổn, bình tĩnh. Nhìn lại bản thân mình, ông mới nhận ra, khi tập luyện bản thân ông luôn nóng lòng muốn được thành công, nên tâm khí bồn chồn, không thể tập trung hoàn toàn. Từ đây, Vương Hi Chi đã thay đổi suy nghĩ, ông từng bước cải thiện cảnh giới tâm linh của mình, dồn hết tinh thần vào từng nét chữ, chứ không còn vội vàng, bất an như trước. Đó cũng là lúc khả năng thư pháp của ông bắt đầu có những bước đột phá mới, cuối cùng đạt thành tựu ghi danh sử sách. Hiểu thế giới, thuận theo tự nhiên chính là đạo lớn. Nếu một người không biết sự rộng lớn của thiên địa, của thế giới xung quanh, thì rất dễ quá mức đề cao bản thân, đi lệch khỏi quỹ đạo của tự nhiên, cuối cùng chuốc lấy rắc rối. Tăng Quốc Phiên là danh nhân nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc với cách đối nhân xử thế khôn ngoan, nhưng ông cũng từng có thời tự cao, tự đại, đấu đá lung tung. Vì cho rằng mình giỏi, khi mới lần đầu làm quan, ông luôn nói chuyện không biết trước sau, do đó đắc tội với nhiều người, đến nỗi khi Tăng Quốc Phiên dẫn quân đi đánh giặc, thuộc hạ dưới trướng đều thà trung thành với người khác rồi lần lượt bỏ đi, không có tướng tài phụ tá, ông liên tiếp bại trận, bị của trách nặng nề. Sau này tự suy ngẫm lại bản thân, ông nhận ra đạo lý, chuyện gì tới thì nên thuận theo, chuyện gì chưa tới thì không nên sao động, chuyện đã qua thì không lưu luyến, chuyện của hiện tại thì không được bỏ qua. Khi một lần nữa trở lại với quan trường, ông hành xử khiêm tốn, ít nói, cư xử chừng mực, biết trước biết sau, nhờ vậy mà làm nên sự nghiệp lớn. Tập trung vào hiện tại, thuận theo tự nhiên, không vướng bận bởi phiền nhiễu, không lo lắng cho tương lai, không tiếc nuối quá khứ là cách sống tuyệt vời nhất.
Mọi chuyện trong cuộc sống không thể đoán trước được, chỉ khi Kỷ Mùi hiểu thấu đạo lý đó, giữ vững sự bình an nội tâm thì mới có thể thu hoạch thành tựu, không bị thế giới xung quanh ảnh hưởng, hiểu nhân sinh, lý giải người khác, giữ chữ thiện trong lòng. Người khôn ngoan thường giỏi nhận ra ưu điểm của người khác, hiểu thấu cả những khuyết thiếu của đối phương, họ sẽ không bỏ qua công lao của mọi người, cũng không coi nhẹ sự đóng góp của bất cứ ai, đối xử không phân biệt và luôn đối xử bình đẳng với người khác là điều mà ai cũng hiểu, nhưng không phải ai cũng làm được. Khi Kỷ Mùi đã hiểu nhân sinh, biết cách lý giải người khác thì tâm trí sẽ trở nên khoan dung, độ lượng, tín chủ sẽ đối mặt với mọi sự trên đời bằng một tâm thái bình tĩnh, khôn ngoan hơn rất nhiều. Có một vị thiền sư sống trên núi một mình, một buổi tối khi đi thiền hành trở về, ông nhìn thấy một tên trộm đang lục lọi chỗ ở của mình, nhưng không tìm được gì đáng giá. Vị thiền sư chỉ lặng lẽ đứng ngoài cửa mà không nói gì, đến khi tên trộm chán nản quay ra, đương lúc hốt hoảng vì bị bắt gặp tại trận, thì thiền sư đã nói, đường xá xa xôi, vất vả như thế mà anh vẫn tới thăm tôi không nỡ để anh tay không đi về, trời đêm khuya lạnh lẽo, anh khoác tạm chiếc áo cho ấm, nói rồi. Vị thiền sư cởi áo khoác ngoài trên người, choàng cho tên trộm, đối phương xấu hổ cúi đầu, sau đó chạy thẳng vào bóng đêm. Vị thiền sư nhìn vậy, thương cảm mà nói rằng, thật đáng thương, nếu có thể tôi muốn tặng anh cả vầng trăng để chiếu sáng con đường xuống núi. Vài hôm sau, khi thiền sư thức giấc và ra cửa, thì nhìn thấy chiếc áo mà mình đã cho tên trộm được giặt sạch sẽ, xếp ngay ngắn trước cửa, ông giật mình, sau đó vui vẻ nói, tốt quá, vậy là anh đã có được cả vầng trăng sáng rồi. Cuộc sống là một tấm gương có khả năng phản chiếu, Kỷ Mùi hiểu nhân sinh, thì nhân sinh hiểu Kỷ Mùi lý giải cho người khác, thì người khác cũng sẽ khoan dung với Kỷ Mùi. Lần lượt đi qua ba giai đoạn, từ hiểu bản thân, hiểu thế giới, tới hiểu lòng người khác, tín chủ đã bắt đầu thay đổi số phận của chính mình. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết luận giải của Minh Đường Tử Vi. Mong rằng những dự báo trên có thể giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.